chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp có Mark Home. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu nhà mái thái 2 tầng được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Trung ở Thạch Thất, Hà Nội. Về chi tiết ngôi nhà, tôi xin được giới thiệu qua với Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, Mark Home có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline để nhận được tư vấn sớm nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng thiết kế nhà hiện nay thì bên cạnh những mẫu nhà hiện đại mái bằng hay là những mẫu nhà mái Nhật đơn giản thì mẫu nhà 2 tầng mái Thái vẫn luôn nắm xu hướng và chiếm trọn trái tim của nhiều gia chủ. Nhà 2 tầng mái Thái đẹp, độ dốc lớn nên có khả năng tản nhiệt và chống nóng cao. Khi có nước mưa rơi xuống thì nước sẽ không bị đọng mà nhanh chóng thoát, không bị ứ đọng, giúp cho ngôi nhà không bị ẩm rột cũng như là ngấm nước gây ẩm mốc. Kiến trúc mái Thái cũng sẽ giúp cho những mẫu nhà phố hiện đại với nhược điểm là chật chội bí bách trở nên thanh thoát và cao giáo hơn. Những mẫu nhà phố hiện đại khỏe khoắn kết hợp với những tinh hoa của mái Thái sẽ trở nên mềm mại, nhẹ nhàng. Đây cũng là mẫu nhà được đánh giá là có phong thủy khá tốt với hình dạng chóp và độ dốc, sẽ giúp gia chủ tránh được hung khí tích tụ, ảnh hưởng đến vượng khí và giúp gia chủ gặp được nhiều may mắn trong sinh sống về sau. Khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế và thi công trọn gói của Mark Home, thì công ty chúng tôi sẽ có quy trình ký kết vật liệu mẫu trước khi xây dựng và cam kết đúng chủng loại chính hãng, nên quý khách có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Công trình của chúng ta với màu trắng nhẹ nhàng làm chủ đạo, kết hợp cùng một số điểm nhấn xanh dương và những đường phào chỉ nhẹ nhàng, vòng mái sảnh tầng 2 tạo nên sự thanh thoát cho ngoại thất của căn nhà. Lan can ban công được sử dụng sắt đặc, sơn đen tĩnh điện tinh xảo, cũng mang lại nét mềm mại và đẳng cấp cho toàn bộ thiết kế. Cửa chính của công trình là cửa gỗ lim Nam Phi cao cấp, kết hợp với kính màu trắng đục, cùng với hệ thống cửa sổ được sử dụng nhôm hệ sinh pha kính trắng an toàn, giúp cho căn nhà của chúng ta hấp thụ được đủ gió và ánh sáng, tạo nguồn năng lượng khỏe khoắn cho các thành viên trong gia đình sinh hoạt. Phần chân đế nhà được ốp gạch giả đá chống ẩm mốc, bẩn, vừa bảo vệ tường lại vừa có tác dụng trang trí cho phần ngoại thất. Kết hợp cùng bậc ngũ cấp sẽ làm cho căn nhà của chúng ta nhìn cao giáo và thoáng mát hơn rất nhiều. Với chiều rộng là 8,5m và chiều sâu là 11,7m. Sau khi tiếp nhận thông tin và lắng nghe những ý kiến của gia đình anh Trung, các kỹ sư của Mark Home đã nhanh chóng về khảo sát bằng máy flycam hiện đại kèm với các thiết bị kiểm tra địa chất tiên tiến đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, sau đó đưa ra phương án thiết kế cho công trình của chúng ta như sau. Không gian đầu tiên của căn nhà chính là phòng khách với diện tích là 33m². Khi bố trí nội thất phòng khách, nên chú ý vị trí của cửa ra vào, làm sao đặt đồ dùng nội thất hợp lý với vị trí của cửa để vừa đảm bảo không gian riêng tư trong nhà nhưng cũng không bị quá bí bách. Hướng ghế hay là kệ tivi thì cũng được sắp đặt rất thông minh, tạo sự thoải mái và tiện dụng. Bếp và phòng ăn rộng 21,2m². Về khoa học thì căn bếp kín mít sẽ lưu mùi đồ ăn và dầu mỡ, tạo sự u ám, theo đó thì âm khí càng nặng nề, không hề tốt cho sức khỏe của mọi người trong gia đình. Vì thế thì các kỹ sư của Mark Home đã bố trí một cửa hậu ở khu vực này, tạo được một không gian thoáng đãng giúp cho căn bếp hấp thụ được nhiều ánh sáng cũng như là gió tự nhiên, tạo sự thoáng sáng và trao đổi không khí cho toàn bộ không gian. Phòng ngủ thứ nhất có diện tích là 15,1m² với đầy đủ nội thất như là giường, tủ, kệ tivi, cửa sổ thoáng mát, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của chủ nhân căn phòng. Phòng ngủ này không khép kín mà sẽ sử dụng nhà vệ sinh chung đặt phía cuối tầng 1 rộng 4,6m². Tiếp theo là không gian tầng 2 với phòng thờ và 3 phòng ngủ.
Phòng thờ rộng 10,8m² là nơi linh thiêng nhất để cả gia đình thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà tổ tiên. Vì vậy nên các kỹ sư đã phải thiết kế không gian này rất kỹ càng và đảm bảo được tính tôn nghiêm khi thờ cúng. Hơn nữa là phải đảm bảo phong thủy hợp với chủ nhà để mang lại may mắn, thịnh vượng cho cả gia đình. Phòng thờ được thiết kế một cửa lùa đi ra ban công. Khu vực này gia chủ có thể trang trí các loại cây cảnh mang ý nghĩa phong thủy trước cửa phòng thờ, không những giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn đem lại nhiều may mắn, điểm lành cho cả ngôi nhà. Ba phòng ngủ của chúng ta sẽ có diện tích lần lượt như sau. Phòng ngủ thứ 2 rộng 12m², phòng ngủ thứ 3 16m² và phòng ngủ thứ 4 là 13,7m². Các phòng ngủ này đều không khép kín, được bố trí với nội thất đầy đủ hợp lý, phù hợp với công năng sử dụng của mọi người trong gia đình. Đặc biệt phòng ngủ thứ 3 rộng nhất được thiết kế một lối ra ban công rất rộng, là không gian hoàn hảo để gia chủ hòa mình thư giãn cùng thiên nhiên sau ngày dài làm việc. Trang trí cây cảnh của một bộ bàn ghế phù hợp với thiết kế của căn nhà sẽ khiến không gian ban công này đẹp và bắt mắt hơn rất nhiều. Nó cũng sẽ là điểm nhấn làm tăng tính thẩm mỹ cho toàn bộ công trình của chúng ta. Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm, quy trình làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên đến 75% cùng với chế độ bảo hành dài hạn, cam kết đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, Mark Home tự hào là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà như trên hoặc đang có ý tưởng cho riêng mình về một mẫu nhà với đầy đủ công năng sử dụng và phù hợp với tầm tài chính, thì hãy liên hệ ngay với Mark Home ngày hôm nay để được chúng tôi tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.